chào mọi người nha. Thì hôm nay mình sẽ dẫn mọi người đi tham quan nhà thờ ông Cha Diệp ở Bạc Liêu nha mọi người. Bây giờ mình đang ở trước cái nhà thờ nè. Bây giờ mình sẽ quay cái khung cảnh xung quanh cho mọi người cùng xem nha. Rất là đẹp, to. Bây giờ mình sẽ quay xung quanh cho mọi người xem nha. Đây là nhà thờ ông Cha Diệp nha mọi người. Đây, ở Bạc Liêu lớn. Ở trên có cây thánh giá nè. Thì xung quanh cũng rất là rộng rãi mọi người. Ở phía trước đây nè, ở đây cũng có xe, bên đây là đậu xe hơi. Cái khuôn viên cũng rất là lớn. Cái hàng cổng đẹp ha, sơn màu vàng. Còn phía bên đây thì nó đang chuẩn bị Noel sắp tới nè mọi người. Giờ người ta đang chuẩn bị. Rất là đẹp. Thì Noel ở dưới đây chắc là lớn lắm ạ. Bây giờ người ta đang ấy nè. Đẹp lắm. Ở bên đây là nơi an nghỉ. Đây là chắc là ngôi mộ ở bên đây nè mọi người. Còn đây là chắc thánh đường quá. Rồi bây giờ mình sẽ đi vô trong nha mọi người. Lớn quá. Các bạn lại đây thì chụp hình rất là lý tưởng luôn. Đẹp. Thì bạn nào có dịp ghé đây chơi nha mọi người, rất là đẹp. Đây đầy đủ tiện nghi hết, có chỗ ăn uống nghỉ ngơi luôn. Đây cái này cái khu chắc mình nghĩ là cái khách sạn mọi người. Bên đây mình có thể qua đêm ở đây luôn. Bây giờ sẽ đi lên đây. Ồ, trong này lên đây mát quá. Cái gió nè. Bữa nay chắc không có được vô đây quá. Tại vì bữa nay thứ hai, thường là làm lễ là thứ bảy với chủ nhật. Ngày thường ở đây. Đây là cái chương trình giờ lễ nè mọi người. Của Chúa Chủ Nhật. Ở đây là chắc là Chúa Nhật thôi. Thì sáng 5 giờ, 7 giờ, 9 giờ. Chiều thì 17 giờ, 5 giờ. Cái giờ làm lễ mọi người. Ở đây chắc là thánh đường. Chiều thứ 7. Đây là cái thời gian đó. Rất là đẹp luôn. Đây là cái cánh cửa mọi người. Rất là đẹp. Đây mình cũng không biết tượng gì nữa. Đây là mấy vị thánh nha mọi người. Đây là tượng của thánh
xanh vậy nè, thấy rõ không? Đây Jacobi, Jacobi sim vậy. Đây là mấy tượng thánh nha mọi người. Ở trong đây rất là đẹp, rất là nghiêm trang. Bây giờ mình sẽ đi vòng qua gà sao coi ở phía sau có gì nha. Ở đây có lên lầu nữa nè. Đây. Ở đây là phía bên bên trái mọi người. Có nơi để cúng bái nè. Thì mình quay ở đây một chút mình nữa mình sẽ qua bên đó quay cho mọi người xem. Qua bên đó thắp hương nha mọi người. Ồ, ở đây có lối xuống nè. Đây bên trong bên đây là giáo đường nè. Nơi các bạn mọi người nơi mọi người đọc kinh thánh đây, tổ chức đám cưới đám tiệc thì chắc cũng ở trong đây. Rồi mình sẽ không đi lên trên nha mọi người, thì không biết lên trển có được hay không. Rồi mình chỉ quay xung quanh thôi, rất là đẹp. Đây khách tham quan du lịch rất là nhiều nha mọi người. Mình sẽ vô trong đó quay cho mọi người xem nha. Bây giờ ở đây là đi xuống. Ở đây rất là sạch sẽ nha mọi người. Rất là đẹp. Không gian thì rộng. Bên đây có tượng của cha. Đây là tượng của Đức Cha. Đây là tượng của Đức Cha nha mọi người. Mình sẽ quay bên đây trước. Quay đây trước đi rồi hỏi hỏi vô kia sau. Đây là tượng nha, là tượng Chúa. Chúa Giêsu vậy. Đây là không gian bên trong rất là đẹp nha mọi người. Rồi bây giờ mình sẽ đây có những bức tranh của ngày xưa nữa mọi người. Đây đây là ấy nói về cái nơi mà cha mất nhà thờ. Đây là cái ngày xưa quá nhà thờ Đức Cha nơi. Đây là năm 1946 đến năm 1969. Nhà xứ tắc xảy năm 1992. Năm 1992. Đây là nhà mộ cũ nha mọi người. Cái nhà mộ cũ bây giờ là hồi nãy là xây mới lên rất là đẹp. Khung cảnh nhà thờ trước khi tái thiết đây.
Đây là cái hồi nãy lớn nhất đó mọi người. Có cái thánh giá đưa lên đó. Giờ trước khi tái thiết có nghĩa là xây dựng lại đó. Đây là cái cũ. Đây. Đó, bây giờ nó qua nhiều năm rồi mọi người. Đây là khánh thành năm 2000. Đây cái hình này sao khác. Bây giờ khác hoàn toàn nha mọi người. Bây giờ có biểu tượng này nè, hơi giống giống nè. Bây giờ mình sẽ đi ra sau. Ở bên đây có mấy đứa nhỏ ồn quá nè. Chắc là mấy đứa được học ở đây. Đây, ở phía sau này là nơi ăn uống nha mọi người. Rộng thoải mái luôn. Rất là thoải mái. Đẹp quá. Sau 10 năm, 20 năm quay lại đây khác xưa, đẹp. Sao rồi? Ở trong chỗ hả? Chỗ này cha linh thiêng quá sao? Sao đó? Đây là ngôi mộ của cha. Đây là mọi người đang khấn vái cha nha mọi người. Ở đây mình nhìn phía bên đây đứng qua nhìn rất là đẹp. Cái thánh đường đẹp quá. Ở đây là nơi mà dạy cho mấy đứa nhỏ học nè mọi người. Đây, mấy đứa nhỏ được học dạy chữ ở đây nè. Giống như trường mầm non nha mọi người. Có mấy cô. Ở đây chim đồ cũng nhiều quá. Bay lên đây. Đẹp ha mọi người. Cái kiểu này đẹp quá. Thiết kế cái máy đẹp quá, độc. Ở dưới đây là cái hầm để xe nha mọi người. Để xe gắn máy, hai bánh. Mọi người có thể chạy vô đây nè. Để thoải mái luôn. Đây.
nơi để xe Honda. Ok, bây giờ mình sẽ đi bọc qua đây tham quan nha mọi người. Bên đây là khu nhà nghỉ. Xe hơi đậu nhóc không? Ồ, mấy cái này đẹp quá. Sắp tới Noel là trang trí đẹp ha. Đẹp quá. Noel ở dưới đây chắc vui lắm mọi người ở trong đây là phòng sinh lễ, sinh lễ mới sinh gì ta. Đẹp quá. Đâu để vô đây tham quan coi có gì trong đây ha. Đây phòng sinh lễ ha. Đây đẹp ha. Sinh lễ ha. Đẹp quá ha. Đây là cổng phía bên tay trái. Hồi nãy bên kia là tay phải, còn đây là qua bên tay trái mọi người. Kiến trúc đẹp quá. Ở bên đây có không biết cái gì đây, thấy đẹp quá nè, có kỳ đà nữa. Đây chắc chuẩn bị cho Giáng sinh luôn nha mọi người. Đây kỳ đà. Cái này là chuẩn bị cho Giáng sinh hả cô? Dạ. Giáng sinh ở đây chắc lớn lắm ha. Người ta chắc đông lắm hả cô? Dạ. Chứ lên điện đẹp hơn ha. Lên điện hoạt động luôn. À. Ồ hay ha. Cái này là khi mà ghim điện vô mọi người thì nó sẽ hoạt động á mọi người. Mô phỏng quá, đẹp lắm. Hay ha. Ở đây có điện mình ghim thử không cô? Hả? Không biết gì đó là con bỏ nó làm. Dạ. Yeah.
Ghim điện vô là chạy luôn ha anh. Hay ha. Đây là... Ủa mà bên đây nhà gì cô? Bên đây nhà cho khách nghỉ. À mình thuê mình nghỉ được luôn. Còn, à vậy qua đêm luôn hả cô? À. Dạ. À mình có cần phải đăng ký trước không cô? À phải. À phải điện thoại đặt phòng trước. À. Đây là cái nhà mọi người có thể ngủ miễn phí qua đêm luôn nha mọi người. À, rất là tiện cho mọi người luôn, đỡ tốn tiền luôn. Tại vì ở đây nè thì chắc là có nhiều người tài trợ á. Ở đây nếu mà các bạn mà muốn nghỉ trước thì các bạn đặt trước điện thoại trước một ngày mọi người. Phòng rất là đẹp. Tại vì cái phòng có giới hạn á, cho nên là mọi người điện đặt trước lặng để người ta biết, người ta sắp xếp. Rồi. Thì bây giờ mình sẽ kết thúc video ở đây nha mọi người. Thì chúc mọi người có một ngày tốt lành. Và khi có dịp thì mọi người xuống đây tham quan nha. Đẹp lắm. Đây nè. Đây là mấy anh em đang dọn chuẩn bị cho nhân sinh. Mọi người rất là nhiệt tình. Rồi xin hẹn lại gặp lại mọi người trong các video tiếp theo nha mọi người. Bye bye.